em chấp hành nhá. Em chấp hành luôn, em chấp hành các anh. Sao anh là vậy với em là sao vậy? Sao lại như vậy? Các anh cảnh sát sao lại như vậy với em vậy? Hả? Ai? Nửa nhà em là công an luôn. Thế ô ngắn. Em đéo thích nhờ vả. Thế ô ngắn. Ok. Bảo vệ. Nửa ngày là công an anh đéo nhở vả ai. Em ơi, mặt nhà mày. Em còn mạnh cái xe bố mày đi. Gấp kỳ vào. Anh đéo say. Chúng nó, chúng nó giải quyết kiểu gì đấy? Công an kiểu gì đấy hả? Công an. Ai bảo em đi. Công an. Kiểu lộn nhá. Công an. Ngồi công an kiểu gì đấy? Bên à. Đi đây. Công an đúng rồi, công an ơi. Đúng luật em làm nhá. Nửa nhà em là cái công an thế này. Đúng luật thì em làm. Đừng có phạt em. Đó, công an bị, kiểu gì ấy hả? Thôi mày đi vẫn lộn anh làm gì cũng sai thôi anh bố rồi phạt đúng đi phạt người ta nhá, đừng phạt sai. Mà phạt đúng đi, mà phạt đừng phạt sai, phạt phạt như nào ấy có nghĩa là đừng phạt, đừng phạt sai nhá. Ủa giấy tờ này, phạt đi.